Con tên Lưu Kim Ngân. Hiện tại con đang sống với cha, với bà, với một đứa em. Dạ, mẹ con mất lúc con 5 tuổi. Lúc mà tưởng nó về nói nha, mẹ ơi, con chắc có bầu. Cái tháng tư đó nó đi ăn dỗ, nó mới ghé lên nhà dì Tám nó đó. Cái dì Tám nó đốc lợi là lợi bà bác dĩ nhẹ. Bà mới nói con nhỏ này giờ phải đi, nó bị bên U Nang đi xin chạy gãy đằng mổ. Rồi đầu phát hiện lên thì vợ chồng đùm đi, tưởng đâu lên tỉnh này đó, chuyện đó nó mổ rồi thôi. Cái giờ lên tỉnh mổ xong rồi cái thử nó bị ác tính. Cái thấy về nói, ủa con dâu mình nay đi mổ về mà sao bác sĩ kêu ăn đủ thứ, trong bụng mình gầu rồi. Nó nói mẹ ơi con không có sao hết á, bác sĩ kêu con ăn đủ chất đựng vô thuốc cho nó khỏi chích thuốc. Mình già mình biết cái chứng bệnh là nó chết rồi nên tao mới biết cho ăn vậy. Nên mua gì cho con nó ngồi nó ăn mà nó kêu mẹ, con ăn thấy ngon quá. Ngồi nó ăn nó ngon, còn tôi ngồi lau nước mắt với chỗ khác không dám nói. Thấy con vậy là buồn dữ lắm rồi, mình sợ đây nó bỏ con bỏ cháu mình mà rốt cuộc nó cũng phải bỏ. Tới nay mà tôi chưa khi nào tôi quên hình bóng của con dâu tôi được. Lúc mà không có ai ở nhà thì con thấy buồn rồi nhớ mẹ. Những cái hình ảnh mà mẹ con đi chợ về rồi đi mua đồ ăn cho con ăn. Đó con ước là mẹ con không có mất. Con nhớ nhất khi mẹ tặng con là hai cái tấm chanh heo nhân dịp ngày sinh nhật tặng cho hai đứa. Giờ không có mẹ, không ai đưa rước được đi học, không có tiền uống bánh và không ai nấu cơm. Nói chung là nhiều lắm mà con không có kể ra được. Giờ tối vậy chứ nằm ba bà cháu ngủ chung đêm nào ôm đứa này hôn miếng, ôm đứa kia hôn miếng, biết mình sống được bao lâu. Chợ nhất là bỏ cháu lên không ai nuôi. Dâu chết mới đây, giờ tới hàng tay nó bị khải gà tai nạn vậy. Bố của Kim Ngân là bị tai nạn, ta tung vô nó đi bằng hồ về giấc chiều lúc 5 giờ. Rồi ở nhà cũng không có biết nên ta nhờ người ta đã điện xuống rồi mới lên kia, trên kia lại chuyển lên trên cho gãy luôn. Tới nay hai đợt là 70 triệu, bảy mấy triệu tên tỉnh rồi, không có bảo hiểm. Cái năm nay tôi cũng có đang lục bình được, tôi thất nghiệp nên tôi cũng mua được cho nó được. Nên giờ bị cái trầm trọng này nặng quá, già giờ mà không nổi, không có tiền chạy đi vay bên hội phụ nữ rồi đi vay tùm lum tà la, chứ giờ biết làm sao. Giờ không lẽ mình bỏ cho nó tỉnh, bây giờ không dám lên đi thăm nó. Giờ lên đi thăm đi rồi tôi xúc động, tôi bệnh tim nên giờ sợ quá không có đi. Giờ cứ điện hỏi thăm nhỏ con gái thôi chứ không có đi. Hiện tại thì ba con đang bệnh nằm trên chợ gãy chờ phẫu thuật, nghe nói thì rất là buồn. Và muốn đi thăm cha con ra sao, con sợ là con sẽ mất cha. Nó biểu cha nó trời chở cha nuôi con đi, gán con được 13-14 tuổi con đi công ty con mừng con nuôi cha. Thấy con cháu mình nói gầu buồn ở bụng, nói đứt ruột lắm chứ có khả năng đâu nuôi nó nổi. Tôi mong ước cho tôi có sức khỏe, điều đó là lo cho cháu.